Kính thưa quý vị, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 4. Hy vọng quý vị đang trải qua những thời khắc nhiều niềm vui và thoải mái bên người thân. Và ngay sau đây, 60 giây sẽ mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày diễn ra trong nước và thế giới. Cần tăng cường quản lý chó mèo và tiêm phòng bệnh dại. Tình huống khẩn cấp về thiên tai, sụt lún đất do hạn hán ở Kiên Giang. Bạc Giàm, hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Bình Thuận về tội nhận hối lộ. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 26 trường hợp tử vong vì mắc bệnh dại, đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Có nhiều trường hợp chó mèo vật nuôi không được quản lý dẫn đến việc gây thương tích cho người. Nếu vật nuôi đó không được tiêm phòng và có mầm bệnh dại, khi tấn công người sẽ dẫn đến tử vong gần như 100%. Bộ Y tế cảnh báo người dân cần cảnh giác với vật nuôi thả rông, cụ thể là chó, mèo, tiêm phòng dại cho vật nuôi và người. Tại khoa khám bệnh Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận hàng trăm người đến tiêm kháng dại mỗi ngày do bị vật nuôi tấn công. Nói là nó không có cắn đâu, nó hiền lắm. Cái tôi mới đi vô, tôi khiêng đồ ra thì nó cắn tôi, nó cắn một cái rồi nó thả ra, rồi nó cắn tiếp một cái nữa là ba dấu. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận 7 ca tử vong do bệnh dại. Điều này ghi nhận một thực trạng đáng lo ngại, cần quản lý vật nuôi tránh để lại những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Thứ nhất là nuôi chó mèo thì không được thả rông. Thứ hai nữa là khi mà ấy thì khóa mõm lại. Thứ ba nữa là nên tiêm ngừa dại cho chó mèo theo cái lịch tiêm của bác sĩ thú y. Chỉ nhiều khi chỉ là một cái vết liếm trên da bị xước hoặc là một vết cắn rất nhỏ vẫn có thể truyền virus vào trong người qua cái tổn thương ở da. Những người chủ của chó mèo cần tuân thủ các quy định về quản lý chó mèo và người dân nên cẩn thận và ý thức để tự bảo vệ mình và cộng đồng. Quý 1 2024, xuất khẩu cà phê nước ta đã thu về 1,9 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 45% về lượng và 54% về giá so với cùng kỳ của năm 2023. Nhu cầu cà phê trên thế giới vẫn cao trong khi nguồn cung hạn chế, được cho là sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy giá cà phê tăng. Tuy nhiên thì đây cũng là điều báo động cho ngành cà phê Việt Nam. Theo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, giá cà phê nguyên liệu hiện nay đã tăng gần gấp 3 so với đầu vụ. Mặc dù giá cà phê đang ở mức cao, song nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cà phê cho biết nguồn hàng đang dần cạn và có thể phải nghỉ xuất khẩu sớm. Điều này đặt ra những thách thức rất lớn cho xuất khẩu. Từ tháng 4 đến tháng 9 thì chúng ta cần phải xuất khẩu khoảng chừng là 800.000 tấn. Nhưng hiện nay chúng ta chỉ tồn kho được khoảng 400.000 tấn. Thì cái sự thâm hụt này nó còn sẽ đè nặng lên trên cái xuất khẩu của Việt Nam. Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho biết nguồn cung cà phê của Việt Nam có khả năng sẽ hết sạch hàng vào thời điểm tháng 7. Đáng lo hơn là tại Tây Nguyên hiện nay bị ảnh hưởng nặng bởi tình trạng nắng nóng, khô hạn và thiếu nước tưới, khiến năng suất và sản lượng cà phê niên vụ tới bị sụt giảm. Điều này khiến chuỗi giá trị cà phê bị phá vỡ, cắt đứt, làm mất uy tín của ngành cà phê Việt Nam. Niên vụ 2023-2024, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu cà phê đạt 5 tỷ đô la Mỹ. Khô hạn kéo dài gây ra gần 300 vụ sạt lở đất ở huyện U Minh Thượng. Nhiều tuyến đường và nhà cửa nằm dọc kênh hư hỏng, ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Vào ngày 10 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sụt lún đất do hạn hán xảy ra ở khu vực này. Các tuyến đường bị hư hỏng nằm ven kênh mới được nâng cấp hồi đầu năm trước. Đến nay gần chục điểm sạt lở trên lộ, dưới kênh cạn trơ đáy, người dân gặp khó khăn vận chuyển lúa gạo nông sản. Theo chính quyền Kiên Giang, sạt lở địa bàn thời gian qua xảy ra do nắng nóng, khô hạn, người dân tranh thủ bơm nước vào đồng, khiến hệ thống kênh nội dùng cạn nước. Tình trạng này gây ra chênh lệch độ cao lớn giữa mặt đường ven sông và mực nước bên dưới kênh, dẫn đến sụt lún đất. Ngoài ra nạo vét nhiều khiến đáy các kênh khá sâu, nền đất ở khu vực yếu cũng là nguyên nhân sự cố tăng cao. Dùng đệm U Minh Thượng rộng 14.300 ha được bao bọc bởi đường tỉnh 965, hệ thống kênh và đường nông thôn nội dùng. Sạt lở khiến hai xã Minh Thuận, An Minh Bắc thiệt hại ước tính hơn 90 tỷ đồng. Nắng nóng kéo dài từ đầu tháng 3 khiến một số địa phương miền Tây bị ảnh hưởng. Huyện Trần Văn Thời ở Cà Mau cũng xảy ra khoảng 340 vụ sụt lún tại các tuyến sông kênh với tổng chiều dài hơn 9 km. Nhiều tỉnh bị thiếu nước nghiêm trọng cho sinh hoạt và sản xuất. Thời gian gần đây do giá sầu riêng tăng cao, tại huyện Phong Điền, vùng trồng sầu riêng lớn nhất ở thành phố Cần Thơ, xuất hiện tình trạng thương lái sử dụng nhiều chiêu trò để ép giá nhà vườn. Tình trạng này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho người nông dân mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu sầu riêng của địa phương.
tại huyện Phong Điền đã xuất hiện tình trạng thương lái hái trái quá sớm, rồi dùng hóa chất để kích thích trái chín sớm để đem đi tiêu thụ, làm giảm chất lượng và ảnh hưởng đến thương hiệu sầu riêng của địa phương. Thứ nhất là khi cái trái mình thu nó chưa đến cái độ tuổi nó non, thì cái sản phẩm khi ra cái muối sầu riêng ăn thì nó rất là nhạt, nó không có cái độ hương vị của sầu riêng. Thì nó làm ảnh hưởng tới cả cái những cái lô sầu riêng sau khi chúng ta xuất khẩu hoặc chúng ta bán ra thị trường. Ở chiêu trò khác, vào đầu vụ, các thương lái đến đặt cọc rồi ghi giấy tay. Đến khi thu hoạch thì thương lái chỉ thu hoạch 5% diện tích, sau đó chèn ép nông dân hạ giá từ 20 đến 30%. Nếu nông dân không bán thì thương lái sẵn sàng bỏ cọc. Chủ vườn đành phải bán cho thương lái khác thì lại bị ép giá giảm tiếp xuống 30 đến 35%. Bây giờ là nếu mà doanh nghiệp thì phải có là tên tuổi cho phép đăng ký kinh doanh mới được vào địa bàn. Còn nếu mà sắp tới mà mua sầu riêng không rõ nguồn gốc thì coi như huyện sẽ coi như không cho mua sầu riêng. Cá rồng là một trong những loài cá kiển được ưa chuộng. Dù đắt đỏ, cá rồng vẫn được nhiều người đam mê săn đón, thậm chí chịu chi để làm đẹp. Từ đó mà sinh ra nghề phẫu thuật thẩm mỹ cho cá. 10 năm nay, anh Hoàng Dân rong ruổi từ Bắc đến Nam để làm đẹp cho cá rồng. Công việc chủ yếu là cắt cho mắt cá được đẹp hoặc cắt phần dư của môi cá rồng. Để thực hiện một ca phẫu thuật, anh thường yêu cầu người chủ cho cá nhịn ăn trước một ngày. Cá được gây mê và tiến hành phẫu thuật. Cả quá trình làm mắt và môi cho tới khi cá tỉnh dậy chỉ mất 15 phút. Mỗi ngày anh Dân có thể đảm nhiệm từ 4 đến 6 ca, thù lao mỗi lần 600.000 đồng. Nếu như cái con cá rồng mà nó xệ mắt, chúng ta không phẫu thuật thì sau này cái mắt nó sụp xuống, nó sẽ che khuất tầm nhìn, cá sẽ bơi nghiêng. Khi mà thả được đồ ăn xuống thì nó sẽ không thấy được. Dư môi thì cái môi nó dư lên thì nó vượt qua cái hàm, nó rất là mất thẩm mỹ. Không ít lần anh Dân đã phẫu thuật cho những chú cá có giá trị lên đến vài trăm triệu đồng. Anh Dân cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cho những người yêu thích cá rồng và đam mê với nghề làm đẹp cá này. Tiếp theo trong mảng an ninh trật tự, xét xử hai cựu cán bộ công an cho vay lãi nặng đánh bạc ở Hà Nội. Đồng Nai bắt phó tổng giám đốc công ty xây 680 căn nhà không phép. Hôm 11 tháng 4, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt tạm giam hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8602D là Nguyễn Đình Nhật và Huỳnh Tấn Tài về tội nhận hối lộ. Những người có hành vi đưa hối lộ có liên quan cũng bị đưa ra ánh sáng. Theo đó, Lê Hữu Trác, cựu nhân viên quản lý xe của Trung tâm Dạy lái xe Thanh Long Đỏ, Bình Thuận, bị truy cứu về tội đưa hối lộ. Cơ quan công an cũng đã khám xét cơ sở đăng kiểm này cùng nơi cư trú của ba nghi can. Qua kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến năm 2022, các bị can Nguyễn Đình Nhật, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 8602D, đồng thời là đăng kiểm viên phụ trách hoạt động đăng kiểm, Huỳnh Tấn Tài, phó giám đốc trung tâm, đã có hành vi nhận tiền trái pháp luật của Lê Hữu Trác và nhiều chủ phương tiện xe cơ giới khác. Mục đích là làm thủ tục cải tạo xe cơ giới không đúng quy định của pháp luật và kiểm định cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật. Trong hai ngày 10-11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án hai cựu cán bộ công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm là Hoàng Văn Hoang và Nguyễn Sơn Thành cùng 5 đồng phạm cho vay lãi nặng và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề. Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến 2018, Hoang và vợ là Quách Thị Thơm cho 52 người là cán bộ chiến sĩ công an vay tiền, tổng cộng hơn 3,1 tỷ đồng, lãi suất từ 146 đến 182,5% một năm, qua đó thu lợi bất chính hơn 920 triệu đồng. Thời gian này, Quang rủ Thành hùng vốn để cùng cho vay, nhưng Thành từ chối, thay vào đó sẽ cho Quang vay với lãi suất 1.000 đồng trên 1 triệu đồng một ngày. Do lãi suất vay dưới 100% một năm, Thành không bị xử lý hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuy vậy, Thành bị cáo buộc tổ chức cho 4 bị cáo Đỗ Mạnh Dương, Nguyễn Thị Thanh, Lê Đức Lợi và Mai Thị Khanh đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề từ năm 2014 đến năm 2018 với tổng số tiền đánh bạc hơn 777 triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 144 triệu đồng. Vụ án này đã kéo dài gần 6 năm với nhiều lần hoãn phiên tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung bởi nhiều bị cáo kêu oan, tố cáo rằng bị ép cung và không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng lời tố cáo này không có căn cứ vì từ khi bị bắt tới 5 tháng sau mới đồng loạt thay đổi. Liên quan đến vụ một công ty bất động sản xây 680 căn nhà không phép ở Đồng Nai,
Ngày 11 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Quốc Vi Liêm về tội lừa dối khách hàng. Vụ án xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh của công ty cổ phần đầu tư LDG thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Quốc Vi Liêm, sinh năm 1979, nguyên phó tổng giám đốc công ty LDG, đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng cho công ty LDG. Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Nguyễn Quốc Vi Liêm đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa dối khách hàng. Liên quan đến vụ án này, đến nay cơ quan công an đã khởi tố hai bị can là lãnh đạo công ty LDG về tội lừa dối khách hàng và khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ huyện Trảng Bom về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Dự án khu dân cư Tân Thịnh có diện tích hơn 18 hectare. Công ty LDG đã tổ chức thi công công trình từ năm 2018 đến năm 2020, gồm 680 căn nhà nhưng không có giấy phép. Ngày 11 tháng 4, đội cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai lập hồ sơ xử lý hai đối tượng về hành vi đổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai để đánh bắt hải sản. Hai người này là LDP, 38 tuổi và NHD, 33 tuổi, cùng ngụ ở xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang đang thực hiện hành vi vớt tôm cá nghi bị nhiễm thuốc trừ sâu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một xuồng gỗ, một vỏ lãi, khoảng 2 kg tôm và hơn 1 kg cá các loại, hai bình ắc quy, hai bộ kích điện, hai vợt vớt cá. Qua làm việc, P và Giờ khai nhận đã bàn bạc thống nhất với nhau cùng sử dụng thuốc trừ sâu đổ xuống sông Đồng Nai để đánh bắt hải sản. Theo đó, P là người trực tiếp thực hiện hành vi đổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai. Sau khi cá tôm bị trúng thuốc trôi dạt vào bờ, thì hai người dùng vợt vớt lên đem bán. Ngay sau đây trong chương trình, robot siêu nhỏ dùng để điều trị ung thư và nhiều bệnh khác. Thảm hoa chuông nở rộ mỗi dịp xuân về. Mùa cháy rừng năm 2023 ở châu Âu là một trong những đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong thế kỷ này. Báo cáo được Ủy ban châu Âu EC công bố vào hôm qua. Theo báo cáo, các vụ cháy rừng đã thiêu rụi hơn 500.000 hectare rừng, lớn gấp đôi diện tích Luxembourg và là một trong những năm xảy ra cháy rừng tồi tệ nhất thế kỷ. Trước đó, châu Âu cũng đã chứng kiến các đợt cháy rừng tồi tệ xảy ra vào các năm 2007, 2017 và 2022. Cũng theo báo cáo trên, cháy rừng trong mùa hè năm ngoái chủ yếu xảy ra ở các nước thuộc khu vực Địa Trung Hải, trong đó lớn nhất là ở Hy Lạp. Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm nay, số vụ cháy rừng ở châu Âu cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng khí thải CO2 từ các vụ cháy rừng lên tới 20 megaton, bằng 1/3 lượng khí thải phát ra từ các hoạt động hàng không quốc tế ở EU trong một năm. Một nhóm nghiên cứu tại Đức tuyên bố đã chế tạo được loại robot siêu nhỏ có khả năng di chuyển trong cơ thể và tác động đến từng tế bào theo mục tiêu cụ thể. Công cụ này mở ra khả năng xây dựng các phương pháp điều trị ung thư và nhiều căn bệnh khác. Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Công nghệ của Đại học Kỹ thuật Munich đã tìm ra cách sản xuất hàng triệu robot siêu nhỏ trong vài phút. Những con robot có chiều rộng bằng nửa sợi tóc con người, được làm từ rong biển và có kích thước tương đương với tế bào người. Robot được kết hợp với vật liệu nano để có thể điều khiển bằng tia laser. Chúng tôi đang sử dụng những robot siêu nhỏ này để tạo ra các mô trong điều kiện tổng hợp. Mục tiêu của việc này trong tương lai là sửa chữa các mô hoặc cơ quan bị hư hại của bệnh nhân. Theo nhà nghiên cứu này, robot được dùng để tương tác với các tế bào, tìm hiểu cơ chế khiến các tế bào bị ung thư. Bà cho rằng công nghệ này chưa giúp ích ngay lập tức cho các bệnh nhân ung thư, nhưng sẽ hỗ trợ cho kỹ thuật y sinh và các loại dược phẩm đang được nghiên cứu. Trong vài tuần vào mỗi mùa xuân, hàng triệu bông hoa chuông nở rộ, tạo thành tấm thảm xanh tím ngoạn mục trong khu rừng Halago, ngay bên ngoài thủ đô Bruxelles. Mỗi năm hàng chục ngàn du khách từ những nơi xa xôi đổ xô đến nơi được xem như một trong những bí mật được giữ kín nhất của nước Bỉ. Hoa chuông xanh là một loài giống như hoa lục bình. Hoa thường bắt đầu nở vào giữa tháng 4, phụ thuộc vào độ ẩm của đất, ánh nắng mặt trời và lượng mưa vào lúc hoa bung nụ.
Vào lúc này, những thảm hoa rừng đầu tiên đã nở rộ trên các sườn núi rậm rạp, khiến rừng Halebo được mệnh danh là rừng xanh. Một số loài hoa sân khác cũng đã khoe sắc, như hoa cúc quả mi, hoặc hoa thủy tiên, và các loài thực vật khác cũng bắt đầu đâm chồi lá. Tuy nhiên, trong khi thành phố Hall tự hào về vẻ đẹp tự nhiên của rừng, thì lượng lớn khách du lịch đổ về hàng năm lại gây nguy hiểm cho sự phát triển của động vật hoang dã và thảm thực vật. Những con đường quê chật hẹp dẫn vào rừng nhanh chóng bị tắc nghẽn bởi xe cộ và nhiều người tạo dáng chụp ảnh. Họ còn dẫm chân lên những bông hoa mỏng manh. Thành phố đã phải giăng dây giữa các lối đi và cây xanh, cùng hàng chục người quản lý luôn có mặt tại chỗ. Thưa quý vị, hồi sáng nay, Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2024 sẽ tiếp tục diễn ra trận chính từ thành phố Vinh, Nghệ An đi Đồng Hới, Quảng Bình với lộ trình 197,4 km. Đây là chặng đường trường dài nhất và cũng là chặng đua có sự xuất hiện đeo ngang tính điểm áo chấm đỏ và vua leo núi. Ngọn đèo đầu tiên trong lộ trình Cúp Truyền hình 2024 sẽ xuất hiện ở chặng chính, đèo ngang, đèo loại 3 để các tay đua cạnh tranh danh hiệu áo chấm đỏ, vua leo núi. Năm 2023, Nguyễn Hoàng Bảo Tính trở thành tay đua đầu tiên mặc áo chấm đỏ Cúp Truyền hình. Tâm điểm khác sẽ là cuộc cạnh tranh áo xanh giữa Peter Rikunov và Martin Lass. Chiến thắng chặng tại Nghệ An đã giúp Martin Lass củng cố vị trí thứ hai với 74 điểm, đồng thời rút ngắn khoảng cách xuống còn 12 điểm với áo xanh Peter Rikunov. Chắc chắn cả hai ekip An Giang và Vĩnh Long sẽ nỗ lực thi đấu, nhắm tới giúp tay đua chủ lực có thể giành chiến thắng chặng, tạo lợi thế trong cuộc đua áo xanh vua nước rút. Sẽ có 3 sprint dọc đường ở chặng chính để các tay đua tích lũy điểm thưởng cho cuộc cạnh tranh áo xanh. Tay đua thắng sprint sẽ có thêm 5 điểm, trong khi người thắng chặng được thưởng 15 điểm. Chặng chính từ Nghệ An đi Quảng Bình sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 8 giờ ngày 11 tháng 4 trên kênh HTV9 và HTV Thể thao. Những hình ảnh vừa rồi xin được khép lại chương trình 60 giây sáng hôm nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào tối nay trong khung giờ quen thuộc 18:30 trên HTV7 và HTV9 để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị. Xin kính chào, tạm biệt.